Xin chào mọi người. Ở đây là xã Phước Trung, huyện Gò Công, Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây là cái miếu mẹ Nam Hải nè anh chị. Và ở đây là ngay ngã tư Bến Chùa, vào Bến Chùa. Ở đây là mẹ Chúa Xứ. Đây. Miếu này thì ngay mé sông anh chị. Mé sông có người ta đang câu cá. Ở đây thì em muốn quay lên giới thiệu đến anh chị. Trước tiên là miếu này, để mọi người gần xa để biết đến đây mà viếng bà. Ngày 25 tháng 11 âm lịch là ngày vía mẹ Nam Hải nha. Ngày 25 tháng 4 âm lịch là ngày vía mẹ Chúa Xứ. Thì ở đây á, em thấy cái miếu này thì bị sạt rỡ rất là nghiêm trọng ở bên hông nè. Chắc thời gian không lâu nữa thì chắc có lẽ là cái miếu này nó không còn tồn tại nữa. Ở đây thì miếu thì cũng không có tiền anh chị, sạt lở hết rồi, sắp trôi cái miếu đi rồi. Ở đây thì mỗi lần nước lớn lên á, sóng nó dập vô đây nè, bể tôn với bể xi măng hết rồi, trôi hết rồi, sạt xuống hết. Đây thì mấy nhà là anh chị có thể thấy nó sập xuống hết rồi, nó sạt bất cứ lúc nào. Ở đây nè, ở mấy kênh này nè, nó sạt xuống hết, sạt xuống đất của mình thì ra tới cái mấy tôn vào đây nè anh chị đó, mà sạt xuống hết rồi. Ở đây thì mình có cây cột chỗ này mà cái cột nó bị sạt luôn rồi. Đây thì miếu này thì cũng rất là linh thiêng. Em muốn mời anh chị gần xa về đây để đốt nhang cúng viếng. Sẵn anh chị nào mà có điều kiện á, có tài chính thì mình hùng vô một ít tiền để mình sửa lại cái bờ kè này, để cho cái thời gian nó không còn lỡ cái miếu này nữa nha anh chị. Cái miếu này thì rất là yên tĩnh, rất là đẹp, khu vực trong đây rất là đẹp anh chị. Để em quay vòng vòng cái miếu, em quay cho anh chị xem. Miếu này thì phía trước thì có một cái bờ kè, có mấy ông kia ông câu cá. Bên đây thì sạt lở hết rồi, cũng có gia cố lại, nhưng mà gia cố tạm thời, tạm bợ thôi à. Chị có thể thấy tại vì cái tài chính ở đây không có, nên tạm thời gia cố bằng mấy cái cường nhỏ nhỏ này nè anh chị. Ở đây là xã Phước Trung, huyện Gò Công, Đông, tỉnh Tiền Giang. Cái này á, thì ngay chỗ bến phà bến chùa đó nha anh chị, ngay chỗ chạy cây của ông Sáu Son á. Thì chú Sáu ngày xưa ổng giữ cái miếu này, giờ ổng cũng mất rồi. Giờ còn có cô Sáu thì bà cũng lớn tuổi, chứ còn ông anh cô Sáu nữa. Thì lâu lâu cũng có người ra đây dọn dẹp, nhưng mà đây sạt lở vô tới trong hết luôn, tới sau miếu rồi anh chị, nó thụt vô tới trong miếu luôn rồi. Miếu này thì đã có lâu đài rồi anh chị. Đây là dĩa trái cây,
để người ta tới người ta cúng. Đây đường này là đường đi vô nè, đường đi vô anh chị đi chút xíu nữa theo đường này là tới đường huyện lộ 08, chạy ra chút xíu ra đường này. Đây những kiến trúc bên đây thì xây nhưng mà cũng chưa có đủ kinh phí làm anh chị đó, làm chưa tới nơi tới chốn gì hết á. Đây thì cái này xây cũng bỏ quen, không có làm được gì hết. Xây này giống như cái trạm để người ta xuống ở xa, người ta xuống người ta để người ta nghỉ ngơi rồi đó. Ở bên đây đây là cái miếu nè. Chị nào có hảo tâm thì cứ xuống đây, đủ phước đủ duyên thì xuống, mỗi người góp một ít lại thì sửa cái miếu này lại, nhất là cái bà kè này. Bà kè này thì sạc rất là gấp, rất là cầu mong anh chị nào xuống đây để quyên góp tiền ủng hộ để xây cái miếu này lại. Miếu này cũng cái này cũng mới sửa lại anh chị, sửa này cũng sơ sơ lại thôi, bây giờ nó cũng sạt lở nữa rồi. Rồi đến đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào muốn xuống thì cứ liên hệ em chỉ đường cho xuống. Em có ghim cái định vị của cái ngôi miếu này. Anh chị nào cần tìm hiểu thì cứ xuống cái phần tiêu đề, em sẽ ghi cái định vị ngay cho đó.